Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh. Và trong một nguyên một cái series của mình thì hôm và mấy giờ trước mình hay nói đó là anh Thắng đang dẫn Nhất Anh cũng như khán giả đi tới Âu Châu và nhiều nơi ở Âu Châu, và cũng như là những cái lưu ý nào mà khi mình đi du lịch để mình tránh mình đừng bị phải. Thì hôm nay mình đổi đề tài một chút xíu đi. Mình không có nói về đi cảnh đẹp này cảnh đẹp nào nọ mà mình tập trung về vấn đề ăn uống đi anh Thắng. Rồi, tùy theo Nhất Anh, tùy theo câu hỏi của Nhất Anh. Thì thường á, đi Âu Châu là rất là nhiều nước và mỗi nước thì thường lúc nào cũng có ẩm thực khác nhau đúng không ạ? Đúng vậy. Dạ, thì không biết là ví dụ như là ẩm thực ở đây á, ở Mỹ của mình á, là mình đều có tất cả mọi cái món ăn nào ở bên Âu Châu ở đây cũng có hết. Đúng Nhưng mà vậy, nhân đúng không vậy. biết là khi mà đi qua đó thì cái nó có khác gì như Thực ở sự đây khi không ạ? chúng ta có dịp đi qua bên Âu Châu đó, Dạ. thì nó cũng giống hệt như cái chuyện chúng ta ở đây với ở bên Việt Nam đó. Dạ. Thành ra cái khẩu vị cũng như cái phong vị, cái hương vị đó dần dần mình ở cái xứ khác thành ra dần nó thay đổi nhiều lắm. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta thấy cái khẩu vị mình ở Việt Nam có thể đã thay đổi nhiều rồi. Giống hệt như vậy thì chúng ta ở đây mình ăn thí dụ như món ăn của Ý, Dạ. những món nổi tiếng của Ý thì mình phải kể đến đó là spaghetti này, Dạ. phải để đến là pizza này, Dạ. ha, phải để kể đến là cà phê này, coffee này, Dạ. rồi kể đến là có nhiều món, rất Dạ. là nhiều món. Thế Dạ. tuy nhiên thì khi mà chúng ta đi qua Âu Châu, nhất là qua Ý đó, thì cái khẩu vị mà tôi hợp với người bên Ý nó khác với bên này, chứ nó Dạ. không phải giống hệt như bên này. Chúng ta ăn pizza đó, tôi nói thí dụ về pizza. Đối với tôi ở bên Ý thì những cái món mà có thể nổi tiếng với người Việt Nam mình nói riêng đó, có lẽ hợp với khẩu vị mình, những cái món như pizza, Dạ. những món như spaghetti, Dạ. những cái món như là coffee, Dạ. cà phê đó, Dạ. rồi sau đó là kem chẳng Dạ. hạn, ice cream đó. Dạ. Thì những cái món đó mình tưởng chừng là mình nghe mình tưởng chừng chứ ăn ở Mỹ mình thấy quen rồi đó, thì là Dạ. mình thấy ở đây có một cái khẩu vị khác, cái phong Dạ. vị khác. Thế Dạ. tuy nhiên qua bên Ý chẳng hạn, nếu mà Nhất Anh có dịp đi bất cứ chỗ nào, đi qua Venice cũng vậy, đi xuống Florence hay đi xuống tới thủ đô Roma, Dạ. và những đó mà chúng ta ngồi thưởng thức một miếng pizza, mình sẽ cảm thấy nó khác này. Dạ. Cái khẩu vị nó khác hẳn với cái kiểu chúng ta ăn ở bên này. Dạ. Có thể cái size của cái một cái vòng pizza nó không lớn như ở bên này, Nó nhỏ nhỏ hơn. hơn một chút xíu. Dạ. Thế tuy nhiên cái khẩu vị và cái bột của nó ăn với cách nướng của họ nó làm cho mình dễ chịu lắm, ăn Dạ. nó khác. Tôi cũng hiểu tại sao họ làm khác nhau được. Thế tuy nhiên thì những cái món ăn pizza của bên Ý đó họ ăn nó đơn giản hơn ở bên này của chúng ta nhiều. Dạ. Chẳng hạn như chúng ta vào một cái tiệm pizza ở đây mình kêu đó, mình gọi là combination chẳng hạn, thì trên nó nào là đủ thứ hết, Dạ. thịt, gà, rau, hành, tỏi vân vân được bỏ lên trên, sốt cà chua, có cheese hay không, vân vân, có nhiều cái combination trong một cái pizza, trong một Dạ. miếng bánh pizza. Dạ. Nhưng mà nếu quý vị qua có ý, quý vị vào một tiệm ăn, cái giá cả nó cũng không mắc hơn bên này là quá nhiều. Tuy nhiên thì về đời sống ở bên nó đắt đỏ mà, thì Dạ. chúng ta phải chấp nhận cái giá cả của nó. Dạ. Thế tuy nhiên cái khẩu vị của nó mình ăn đó, mình cảm thấy nó khác hẳn với cái pizza ở bên Mỹ của chúng ta. Dạ. Chúng ta ăn cái spaghetti bên đó nó rất là đơn giản. Spaghetti không phải giống như ở đây chúng ta có đầy đủ meatball rồi có đủ đủ thứ trong đó cả. Dạ. Cái một cái dĩa spaghetti đem ra đó nó rất là chỉ có mì thôi, mì spaghetti, Dạ. xong rồi có sốt cà chua, Dạ. nếu mà có tí nữa là tí cheese vân vân. Có nghĩa là pizza hay là pasticceria ở Mỹ, ở Ý đều là giống như đơn giản Đơn hơn là giản hơn so rất với nhiều. Mỹ. Thế tuy Dạ. nhiên cái đơn giản của họ không có nghĩa là cái phong vị, cái hương vị của nó không ngon. Dạ. Nó tôi thậm chí tôi cho là nó ngon hơn bên Mỹ của chúng ta nữa. Dạ. Tại vì mình ăn nó đơn giản như vậy mà mình cảm nhận được cái cách mà cái khẩu vị của một miếng pizza hay một cái spaghetti. Đó chưa kể là chúng ta còn có những cái món khác nữa. Chẳng hạn đi qua bên đó chúng ta thưởng thức một cái ly kem Gelato đúng không gelato, ạ? Dạ. gelato tuyệt vời, phải nói Dạ. là tuyệt vời. Có lẽ một phần là khí hậu nóng, chúng ta đi vào mùa hè, chúng ta thưởng thức một cái ly kem hoặc là một cái bánh kem như vậy, chúng ta thích lắm. Thế tuy nhiên thì tôi thường thường mỗi lần qua Ý tôi đều có một cái ice cream. Dạ. Lúc nào tôi cũng chọn ice cream, tại thứ nhất là nó hợp với tôi. Dạ. Thí dụ tôi lấy cái rum raisin chẳng hạn, rum raisin là một cái món kem mà tôi rất là thích, Dạ. tại vì nó có cái mùi rượu và Rum. rum Dạ. với nho trong đó. Dạ. Nhưng mà ăn ở bên Ý, ăn ở Florence cũng vậy, mà xuống tới Roma ăn cũng vậy, tôi cảm thấy cái món đó tôi rất là
thoải mái hơn và ngon hơn. Yeah. Nó chưa kể là những cái món mà chúng ta có thể đi tìm một cái như là uống một ly cà phê của Ý chẳng hạn. Yeah. Ai cũng nói là cà phê Pháp ngon đúng không? Nhưng cá nhân tôi khi tôi nhìn cái cách người Ý uống ly cà phê, tôi thấy tuyệt vời. Tại sao anh Thắng lại có cái suy nghĩ như vậy? Mình thấy cái ly cà phê của Ý nó cũng đậm lắm, đậm Dạ. đà. Cái espresso của Ý rất là đậm đà. Dạ. À, không có nghĩa là cái cà phê của Pháp không có đậm đà. Thế nhưng mà qua cái cung cách mà uống của người Ý, tự nhiên mình cảm nhận được cái ly cà phê nó phải là tuyệt vời, họ mới uống theo cái cách như vậy. Dạ. Không? Có nghĩa là họ uống chăm chút hơn hả anh Chăm Thắng? chút không phải tùy Dạ. theo cái ly cà phê để họ uống. Nhưng Dạ. mà thường thường cái espresso người Ý đó, họ cầm ra một cái, trong khi mình đó, một ly cà phê espresso đối với cá nhân tôi là quá đậm rồi. Dạ. Tại vì nó rất là đậm, mình uống vô là mình không thể chịu được Dạ. với cái độ đậm đậm đặc của nó. Thế nhưng mà người Ý họ cầm lên một cái espresso, họ chỉ cần nhìn qua một cái so sánh một tí mà họ ực một cái là xong. Thành ra Dạ. mình thấy một ly cà phê đó, mà uống một cái ực, mình cái cách mà họ uống một cái ực đó là mình đã thấy nó ngon rồi. Chứ Dạ. đừng có nói là cái phong vị hay là cái hương vị của ly cà phê như thế nào, nhưng mà cái cách uống của người Ý quả thực với cái ly cà phê tôi cho là có cái nét đặc biệt về cái cách uống của họ. Dạ. Và còn cái cà phê thì dĩ nhiên nó tùy theo cái cách pha của từng tiệm một, tùy theo cái món mình. Như bên Mỹ chúng ta ai cũng order hoặc regular coffee, hoặc là chúng ta order một cái món như là Americano Dạ. không, hoặc là một cái cappuccino. Dạ. Thế tuy nhiên những cái món đồ uống như là cà phê phải nói là ở bên Âu Châu nó khác hẳn ở bên Mỹ của chúng ta. Dạ, thì nghe anh Thắng nói là nhanh có thể tưởng tượng ra được là ví dụ như khi mình tới Ý ha, mình cầm những cái viên kem đủ màu, đủ sắc, rồi lại mình thưởng thức một cái pizza mà trong cái khung cảnh vậy, cho dù là đồ ăn có vẻ là không hợp miệng nhưng mình cũng cảm thấy nó ngon hơn nhiều đúng không Đúng anh vậy. Tại Thắng? vì cái thứ nhất là có lẽ tôi cũng đang trình bày đến với Nhất Anh đó là chúng ta đang đi chơi vào một cái Âu Châu mùa hè. Dạ. Thành ra với một cái hậu nóng đó mà ăn uống những cái đó thì nó rất là thoải mái. Dạ. Thứ nhất là kem cũng rất là thoải mái cho mùa nóng. Nhưng mà bù lại đó, tôi có dịp đi qua về vào mùa lạnh, người ta mùa lạnh người ta vẫn ăn kem. Dạ. Vẫn vẫn thích thú với cái món kem của Ý, và đồng thời tôi vẫn thích thú với những cái món nóng như là pizza với spaghetti. Dạ. Dĩ nhiên thì nước Ý nó còn có nhiều thêm món nữa, mà những cái món đó thì mình thử cho biết thôi, nhưng mà tôi không tin là người Việt Nam mình thích như đó. Chẳng Dạ. hạn như mình có thể thích rượu vang. Rượu vang ở Ý cũng rất là nổi tiếng, Dạ. và rượu vang nổi tiếng nữa là ở Pháp. Nhưng mà dĩ nhiên thì mỗi người một khẩu vị, mỗi người một thích một cái hương vị của nó. Thành Dạ. ra thích cái nào thì cái đó thì là một cái mà chúng ta đều xứng đáng để chúng ta thưởng thức những cái món ẩm thực đó tại tại Ý hoặc là tại Pháp, hoặc Dạ. là uống một ly rượu vang ở cả hai cái xứ sở đó còn làm sao. Để khả Tại nó khác vì nhau cái cái gì? nó khác nhau gì? Dạ. Tại vì cả cái rượu vang của Ý cũng không có rẻ. Dạ. Và chúng ta tùy theo chúng ta mua cái loại như thế nào thì chúng ta thấy nó phong vị nó khác nhau ngay. Dạ, chị mới có 7 phút thôi mà mình chưa có nói hết, mà vậy chỉ có một đất nước là Ý thôi mà đồ ăn cũng chưa còn nhiều lắm. Mình nhanh hẹn anh Thắng trong phần 2 khi mà anh Thắng kể nhanh nhiều hơn về những món ăn của những Ok, nơi khác. nhận. Dạ. Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại với chương trình Thế Giới Trong Ngày Hôm Nay. Và hôm nay thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh đi giới thiệu cho Nhất Anh cũng như là khán giả những cái món ăn đặc biệt mà khi du khách đến với Âu Châu thì phải nên thử một lần cho biết. Hồi nãy thì anh Thắng có nói là ở Ý có rất nhiều thứ để ăn, và trong một những cái đó mà anh Thắng chưa có nói trong phần 1 đó là gì anh Thắng? Lasagna. Dạ. Lasagna. Tôi kinh. Lasagna cũng là một trong những món tôi cũng là thích thích Dạ. thú Thật ở Ý ra lắm. cái món đó như anh thử ở bên Mỹ có nhiều tiệm rồi, nhưng mà thực thì thấy là nó hơi ngán so với khẩu vị của Nhân Anh, nhưng mà không biết là khi qua bên đó thì mình nó khác như thế nào không anh Thắng? Thường thường thì một cái món là lasagna thì Dạ. phải nói thêm cái size của Dạ. cái phần ăn. Thường thường cái size phần ăn ở bên Mỹ chúng ta thường nói là khá lớn Dạ. so với các đất nước khác, nhất là bên Âu Châu đó. Ở Âu Châu thì tương đối là họ làm nhỏ hơn, Dạ. thành ra có lẽ nó nhỏ, thành ra nó có nhiều cái phong vị, hoặc là nó có cho mình cảm giác là nó Mình ngon, thèm mình hơn. thèm hơn phải không? Dạ. Có thể đó là một cái vấn đề tâm lý trong đó. Dạ. Nhưng mà lasagna thì cũng của Ý thì cũng rất là đặc biệt. Tôi có thử thì những cái món đó là cái món mà tôi thường gọi là khoái khẩu. Đó là một cái khẩu vị mà tôi cho là dễ ăn Dạ. với người Việt Nam chúng ta, hoặc là nó cũng như cái món cơm của Ý nó cũng có, nhưng tôi ăn thì người ta khen nhiều lắm, nhưng mà Dạ. thực sự với cá nhân tôi thì tôi thấy người Việt Nam mình đã ăn theo kiểu cơm Việt Nam rồi đó, Dạ. mình rất là khó ăn những cái kiểu cơm khác đó. Dạ. Thì lasagna, pizza, spaghetti, và đặc biệt cái món giải khát á, phải nói đến cà phê, Dạ. coffee, và một cái món mà để mà ăn chắc miệng
phải nói là ice cream. ice cream. Nhưng một cái bánh nữa, một cái bánh ngọt mà cũng rất là nổi tiếng bên bên Ý, mà tôi thấy lạ là người ta lại không có nói nhiều, là tiramisu. Tiramisu là của Ý, mà họ làm cái đó cũng rất là đặc biệt. Thành ra những cái món đó là quý vị khi đến nơi bên Ý, bất cứ thành phố nào, Vienna, Venice, hoặc là Rome, hoặc là Florence, hoặc là Pisa, tất cả những cái món này đều có những cái hương vị của Ý. Và dĩ nhiên ngay cả các thành phố đó, mỗi nơi nó cũng đều có một cái khẩu vị hơi khác nhau nữa. Nó có một cái gọi là bản địa phương đó, thành ra nó ăn hơi khác nhau. Thế tuy nhiên mỗi một cái địa phương đều có cái phong vị cho mình cảm nhận được cái khác nhau của nó. Nghe anh Thắng nói thôi mà bây giờ bụng như anh thấy là muốn, đã thấy là đói bụng rồi muốn thử. Đặc biệt là những cái món tráng miệng, là tại vì thường thì anh rất là thích những cái món mà tráng miệng như là gelato hay là chẳng hạn, chúng ta đến New York thì chúng ta phải có New York cheesecake đúng không? Thành ra cái đó là một cái món đặc sản thôi của một cái thành phố. Vậy thì ở bên Pháp thì sao anh Thắng? Tại vì đến Pháp thì chúng ta phải nói đấy, nó có những cái món mà không chỗ nào khó cả. Tại vì ẩm thực của Pháp là một trong những ẩm thực mà rất là nổi tiếng trên thế giới. Đầu tiên đó thì phải nói đến một cái loại ốc escargot. Escargot thì như nhất anh biết đó, đây là cái món thường thường trước khi mình ăn bữa cơm chính đó, thì thường thường mình có thể order một cái phần ăn trước, cái phần nhỏ đó, thì cái đó người ta có thể hỏi mình, hoặc là mình ăn gan ngỗng, hoặc là mình ăn escargot. Gan ngỗng là cũng ăn trước khi mình ăn chính thường luôn. Thường thường đó là một cái món ăn gọi là appetizer đó, tức là gọi là trước khi vào cái phần ăn chính. Thì cả hai cái đó đối cá nhân tôi đều có những cái đặc biệt riêng của nó. Dĩ nhiên nói đến escargot là chúng ta thấy là đó là những cái món ốc, một cái món đó, nó có một cái dĩa xong rồi nó có đục cái, con đục ốc lên. Nó đục một cái chiều sâu xuống chút xíu cho vừa cái size con ốc đó. Nó để lên trên nó khoảng 6 con ốc để cho chúng ta ăn khai vị, gọi là khai vị. Thì cái món đó là một trong những món mà tôi nghĩ cái đó là đặc biệt của Pháp. Và dĩ nhiên chúng ta đến Pháp chúng ta không ăn được ốc escargot. Đó là một thiếu sót rất là lớn. Coi như là không phải đi Pháp rồi đó. Chưa biết gì về cái khẩu ẩm thực của Pháp, và chưa biết về cái khẩu vị của nước của người Pháp. Và chúng ta không ăn gan ngỗng đó là chúng ta cũng thiếu một cái gì đó. Tại vì hai cái món đó đều là những cái món gọi là ăn khai vị thôi. Nhưng mà quả thực thì nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là thích thú. Chẳng hạn như mình ăn cái con escargot đó, khi mà mình ăn mình nhìn xuống dưới đó, nó làm như cái dầu đó, cái oi nó tràn ra ngoài hết. Thành ra mình hút cái oi nó cũng có mùi thơm của hành, của tỏi, của cái con ốc trong đó. Thành thử nó ngon lạ lắm. Cái đó là những món mà tôi nghĩ chỉ có ở Pháp có. Và nếu mà nói về những cái món đó thì thêm một cái món là mussel. Ở mussel mà quý vị đến Paris, quý vị phải đi tìm một cái tiệm ăn chuyên đặc biệt về mussel. Đó là giống như con mussel, là con chim chép đen, dài đen. Tuy nhiên cái loại chim chép của người Pháp họ làm đó, tôi nghĩ là họ nuôi để họ bán cho người ăn đó. Thành ra nó khác hẳn với cái mussel mà chúng ta thường hay ra chợ Việt Nam đi mà mua mình gọi đó. Tôi nhớ là người ta gọi tên là con hà thì phải. Nhưng mà cái loại nó khác hẳn, loại này nó nhỏ lắm chứ nó không có lớn. Mà nó ăn được nó có thịt, nó vun cái thịt lên ngon lắm. Và thường thường họ nấu một cái nồi to như thế này, và trong đó toàn là mussel không. Và dĩ nhiên khi họ nấu như vậy thì trong đó họ sẽ hỏi mình thích cái flavor nào. Tôi thích nhất là cái kiểu giống cho bơ thôi. Thơm, ăn, xong rồi hút cái nước nó ngọt vô còn cùng. Còn cái flavor nào khác nữa không anh? Còn nhiều lắm, có thêm 6-7 cái flavor khác. Thế tuy nhiên tôi đều thử tất cả những cái flavor khác rồi đó, thì tôi vẫn chấm cuối cùng cái bơ là cái ngon nhất. Có nghĩa là mình ăn cái mussel xong rồi có người ta có phục vụ thêm cho mình giống như là bánh mì ở ngoài để mà chấm chung với nước? Không. Cái đó kêu một phần ăn là chúng ta phải biết cái phần ăn nó bao gồm những cái gì và giá tiền nó chắc chắn là như vậy hay không. Còn không họ tính từng chút một. Tính thêm cái cọng rau là thêm bao nhiêu tiền, tính thêm mấy hạt gạo là bao nhiêu tiền. Thành ra rất là cẩn thận. Có nghĩa là khác hoàn toàn so với Mỹ ở đây đúng không anh Thắng? Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Ở bên đó thì nhiều khi có một vài tiệm ăn đàng hoàng. Họ thấy mình là du khách thì họ chém được cái gì họ chém thôi. Tại vì họ nghĩ mình chỉ đến đó một lần và lần sau mình không trở lại. Nhưng mà cái đó là một cái quan niệm sai lầm của cái người bán hàng thôi. Còn tất cả những cái phần ăn, khẩu vị và những cái phong vị của nó đều khác. Còn chẳng hạn như qua Pháp, chẳng hạn như những cái món mà chúng ta vừa mới kể đó, chúng ta phải nói đến bánh crepe nè, rồi bánh macaron, macaron rất là đắt.
Tại vì ở bên này chúng ta mua ở ngoài tiệm cũng rất là đắt. Cái bánh ma con nhỏ xíu này, nó có màu xanh, màu đỏ, màu cam, màu nâu gì đó. Thì tùy theo cái màu pha của họ như thế nào. Nhưng mà có nghĩa là họ theo làm từ, theo tôi biết là làm từ lòng trứng trắng ra. Nhưng mà ăn rất là đặc biệt, thơm. Nhưng mà cái giá cả nó cũng hết sức là đặc biệt. Tại vì một cái bánh nhỏ vậy thôi, có thể là 2 euro 6, tức là Một khoảng cái. một cái đó. Thành ra chúng ta mua một hộp chừng 10 cái là đã 26, 27 euro rồi. Thành ra chúng ta thấy về cái ẩm thực của bên Âu Châu hoàn toàn không dễ mà hoàn toàn cũng không rẻ. Thành ra chúng ta sẽ thấy nó có những cái nét đặc biệt riêng của nó. Chẳng hạn như nói đến Pháp là tôi nhớ hoài cái gan ngỗng. Gan ngỗng nó cũng nhiều loại lắm. Nhiều loại đắt, rẻ như thế nào khác nhau. Nhưng mỗi cái mình ăn cái giá trị tiền như thế nào thì cái khẩu vị, cái hương vị của nó mình cảm nhận khác hay. Thành ra rất là chú ý. Thành ra nếu chúng ta cảm thấy cái một cái lon nhỏ xíu này mà 20 euro rồi gan ngỗng đó, thì chúng ta thấy so với Mỹ là mình thấy tính cả 25, 30 đô la để mà có một chút xíu này ăn được cái ổ bánh mì xong thì đắt quá. Thế tuy nhiên thì chúng ta có một lần đến với Âu Châu, một lần đến với Ý, một lần đến với Pháp, một lần đến với Hungary, một lần đến với Ba Lan chẳng hạn, tại sao chúng ta không thử của nó? Chẳng hạn như có dịp chúng ta nói dịp ở bên Đông Âu chẳng hạn, Đông Âu đến đến Ba Lan quý vị phải ăn cái bánh donut của nó. Nó nổi tiếng ở trên Warsaw. Không, cái đó là bánh mình ăn ở Mỹ không có, hoàn toàn không có, một cái donut thôi. Nhưng mà chúng ta đến với Hungary Budapest đó, thì chúng ta phải ăn gan ngỗng nướng. Cái điều mà ở bên Pháp là ăn gan ngỗng thì trong cái gan ngỗng của người Pháp nó khác, mà gan ngỗng qua đến Budapest nó hoàn toàn khác. Và ăn hai cái khẩu vị, hai cái hương vị khá hoàn toàn khác nhau. Dĩ nhiên đắt thì ngang nhau. Trời, nhưng mà thật ra là đúng là nói về ẩm thực mà nói mà khi mà đi đi Âu Châu mà từng nước mà sẽ không bao giờ mà nói hết được. Đúng Và vậy. nhưng mà anh vẫn muốn là đợt sau anh Thắng có thể giới thiệu thêm nữa cho những anh cũng như là À, khán được, giả tôi nhớ nhiều. được cái gì tôi sẽ nói thêm nữa. Chẳng hạn chúng ta đi qua Nga, chẳng hạn chúng ta đi qua bên Hungary, Budapest á, ngoài những cái món ăn vừa kể, chúng ta có những món súp riêng đặc biệt của nó, giống như súp giống như bò kho của mình nhưng mà nó làm khác, ngon lắm. Cảm ơn Thắng và những anh hẹn Thắng trong video lần sau với nhiều món ăn hơn. Cảm ơn nhất anh.